Năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên giao thu ngân sách nhà nước trên địa bàn gần 23.000 tỷ đồng. Tỉnh tiếp tục được giao tự đảm bảo cân đối thu chi ngân sách nhà nước và có điều tiết về trung ương. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023, ngành thuế, hải quan đã có những giải pháp để hoàn thành dự toán được giao. Năm 2022, Cục Thuế tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền và phổ biến pháp luật thuế, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản quy định về chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Đồng thời, triển khai thành công hóa đơn điện tử, góp phần quản lý doanh thu kinh doanh và chống thất thu thuế. Triển khai dịch vụ thuế điện tử theo công nghệ mới với nhiều tiện ích, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện khai thuế thuận lợi chính xác. Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ các giải pháp thu nợ, xử lý nợ thuế, đặc biệt số thu đạt cao so với dự toán và cùng kỳ là do các khu đô thị bắt đầu triển khai nên phát sinh số tiền sử dụng đất và tiền thuê đất một lần, thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản. Vì vậy, thu thuế đã đạt 295% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Thuế ngoài quốc doanh thì tính đến 31 tháng 12 năm 2022, cái số thu cũng đạt trên 5.000 tỷ. Và vượt trên 30% so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Thuế thu nhập cá nhân cũng tăng rất cao, thì cũng là do cái công ty cổ phần Vinhome là đã kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đối với Hải quan Hưng Yên đã thực hiện ký kết 1.554 doanh nghiệp và tiếp tục triển khai thực hiện ký kết với các doanh nghiệp mới khi đến làm thủ tục tại chi cục, nâng cao công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và giúp cộng đồng doanh nghiệp tuân thủ pháp luật tốt hơn, góp phần đưa mối quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp đi vào thực chất. Vì vậy, số thu của chi cục đạt 129% so với dự toán. Năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 22.921 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 18.221 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 4.700 tỷ đồng. Đây là năm đầu tiên của kỳ ổn định ngân sách 2023-2025. Trong khi đó, diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 và các yếu tố bất ổn chính trị trên thế giới vẫn hết sức khó lường. Các chính sách gia hạn, giảm thuế có thể tiếp tục được thực hiện. Ngành thuế hải quan đã chủ động rà soát nguồn thu để dự báo nguồn thu sát với tình hình thực tế phát sinh và đề ra các giải pháp cụ thể. Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tin học hóa các khâu nghiệp vụ để đảm bảo giảm tối đa thời gian thông quan cũng như việc đi lại của người dân doanh nghiệp khi làm thủ tục hải quan, tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn, tập trung rà soát các lĩnh vực như mã số, như trị giá tính thuế, như CO để phát hiện, ngăn ngừa kịp thời các hoạt động gian lận thương mại. Bám sát các cái nguồn thu và phân tích các nguồn thu của doanh nghiệp để chúng tôi đôn đốc kịp thời tất cả những khoản thu phát sinh mới vào ngân sách nhà nước và đồng thời cũng đôn đốc tất cả những khoản thu còn nợ của các năm trước để các cái doanh nghiệp sẽ thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước đầy đủ. Khai thác cái nguồn thu đối với lĩnh vực thương mại điện tử và sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng như các đơn vị dự toán thu, các chi cục thuế và các phòng thanh tra kiểm tra. Bằng việc thực hiện tốt các biện pháp nêu trên, tin tưởng rằng ngành thuế, hải quan tỉnh Hưng Yên quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2023 và các năm tiếp theo.